Những con bọ chét hay ve chó có thể thực hiện những cú nhảy cao gấp 200 lần chiều dài cơ thể chúng. Để cho bạn dễ hình dung thì điều này tương đương với việc một người trưởng thành cao 1m70 nhảy gần lên tới nóc tòa Empire State ở thành phố New York của Mỹ. Ta thường nghe nói rằng một con cá mập có thể ngửi thấy mùi của một giọt máu ở khoảng cách cả cây số. Điều này thì đã được các nhà khoa học chứng minh là một sự thổi hơi bị phồng. Trên thực tế thì tùy vào loài cá mập và tùy vào từng mùi nhất định, một con cá mập có thể phát hiện ra chúng với nồng độ từ 1 phần 25 triệu đến 1 phần 10 tỷ. Điều này thì tương đương với việc chúng có thể đánh hơi thấy mùi của một giọt máu trong một bể bơi nhỏ, và nhấn mạnh là một bể bơi nhỏ chứ không phải là ở khoảng cách cả cây số. Nói đi thì cũng phải nói lại, máu ít ra nó còn có mùi, và chuyện ngửi được mùi máu gì thì gì, nghe nó vẫn đỡ ảo hơn là ngửi thấy mùi nước, đúng không? Ấy vậy mà người ta cho rằng những con voi có thể ngửi thấy nước từ khoảng cách 3 dặm, tức là gần 5 km, có nguồn thì lên tới 12 dặm, tức hơn 19 km. Nước tinh khiết thì đúng là không màu và không mùi. Thế nhưng nước trong môi trường tự nhiên luôn dẫn các loại tạp chất hay muối khoáng, và do đó luôn có mùi. Những con voi ngoe nguẩy trước vòi trong không khí, thu nhặt các phân tử mùi, sau đó sử dụng khứu giác tuyệt hảo của mình để định vị nguồn nước từ khoảng cách hàng cây số. Amazing. Good job, em. Lonomia obliqua là tên khoa học của loài sâu độc nhất thế giới, được công nhận bởi tổ chức kỷ lục Guinness thế giới. Chúng dài khoảng 5 cm, có màu từ xanh lá cây đến nâu và được đặc trưng bởi bộ lông cứng và sắc nhọn bao phủ toàn bộ cơ thể. Tôi biết là nếu gặp con này ở ngoài đời thì chả ai dại mà thò tay vào đâu. Tuy nhiên, giả sử bạn thò tay bắt một con Lonomia obliqua, đây nhiều khả năng sẽ là con sâu cuối cùng bạn bắt được trong đời. Nghe đáng sợ sể phết nhỉ? Thật vậy, độc chất tạo ra bởi những con sâu này có khả năng gây đông máu nội mạch lan tỏa. Nhìn bằng mắt thường, người bị sâu chích xuất hiện vết tụ máu và những triệu chứng giống như hoại tử tại vị trí tiếp xúc, sau đó lan dần ra khắp cơ thể, gây rò rỉ máu nội tạng, rò rỉ máu trong não, dẫn đến chèn ép não và chết não. Được biết, có ít nhất 500 trường hợp tử vong vì những con sâu Lonomia obliqua đã được ghi nhận trên thế giới, trong đó chủ yếu là ở Brazil. Anh chị em nào có đi du lịch Brazil thì nhớ cảnh giác nha! Nếu bạn hỏi tại sao con tàu Titanic lại chìm, giám cá là 96,69% số câu trả lời bạn nhận được sẽ là thì nó đâm phải tảng băng trôi. Một câu trả lời ngắn gọn, xúc tích và không thể hợp lý hơn khi mà sự kiện con tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi trước khi chìm đã được ghi nhận bởi các nhân chứng còn sống sót, bởi báo chí và truyền thông, được mô tả lại một cách chân thực và sống động trong bộ phim Titanic năm 1997, đạo diễn bởi James Cameron và trong cả tá các giả lập máy tính hiện đại ngày nay. Vậy thì bạn có phẫn nộ không nếu như bị fake nói rằng Titanic không chìm vì va phải tảng băng trôi, hay chính xác hơn thì tảng băng trôi không phải là hung thủ duy nhất gây ra thảm họa đắm tàu Titanic khiến hơn 1.500 người bỏ mạng vào năm 1912? Theo một bài viết đăng tải trên independent.co.uk, một tờ báo uy tín của Anh được thành lập từ năm 1986, các chuyên gia đã tìm ra những bằng chứng mới về vụ đắm tàu Titanic, mở ra một giả thuyết mới cho rằng thứ khiến siêu tàu chở khách RMS Titanic gặp nạn không phải là một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương, mà là một ngọn lửa âm thầm cháy trong thân tàu suốt nhiều tuần trời. Ngạc nhiên chưa? Những bằng chứng mới này được đưa ra bởi Shannon Maloney, một nhà báo đã dành tới hơn 30 năm để nghiên cứu về vụ đắm tàu Titanic. Shannon Maloney lập luận rằng vụ va chạm với tảng băng chắc chắn đóng một vai trò nhất định trong việc gây ra thảm họa Titanic. Tuy nhiên, một ngọn lửa than âm ỉ cháy trong nhiều ngày trước cả khi con tàu ra khơi mới là thứ biến vụ va chạm với tảng băng từ một sự cố có thể xoay sở được trở thành một thảm họa chết người. Lập luận trên lấy cơ sở từ một vài bức ảnh hiếm mới được tìm thấy, chụp bởi kỹ sư trưởng của tàu Titanic vài ngày trước khi con tàu rời cảng Belfast ở Bắc Ireland, nơi nó được tạo ra. Những bức ảnh không được công bố rộng rãi, song theo lời nhà báo Maloney, chúng cho thấy một vệt tối dài khoảng 10 mét tại phần trước của thân tàu, rất gần chỗ mà sau đó va chạm với tảng băng. Maloney sau đó đưa những bức ảnh đến Đại học Hoàng gia London. Sau khi phân tích, họ kết luận rằng vệt tối rất có thể được tạo ra bởi ngọn lửa tại một trong các hầm chứa than của con tàu. Ngọn lửa này được cho là bắt đầu tại Belfast và vẫn tiếp tục cháy khi con tàu khởi hành từ Southampton, đông nam nước Anh để đến với thành phố New York của Mỹ.
Và thay vì trì hoãn việc ra khơi để tập trung cho công tác chữa cháy và cứu lấy con tàu, những người đứng đầu White Star Line, công ty sở hữu Titanic, đã quyết định cứu lấy cái thể diện của mình trước. Trước đó, họ đã đổ tiền cho một dự án lăng xê siêu to khổng lồ. Cột mốc Titanic là con tàu lớn nhất đang nổi trên mặt nước, là con tàu không thể chìm, hay thậm chí là đến Chúa cũng không thể đánh chìm con tàu này. Với suy nghĩ mà con tàu không thể chìm thì cần gì thuyền cứu sinh? Người ta chỉ trang bị cho Titanic 20 thuyền cứu sinh, trong khi con tàu có đủ chỗ cho 48 chiếc. Ngoài ra thì bản thân White Star Line cũng muốn có ít thuyền cứu sinh trên bong tàu hơn, vừa để không cản trở view của du khách, vừa để con tàu trông đẹp hơn khi nhìn từ bên ngoài. Quay trở lại với nội dung chính, việc hoãn ngày ra khơi của Titanic vì lý do an toàn sau khi cho quá nhiều thuốc nổ vào một chiến dịch quảng cáo nhấn mạnh sự an toàn rõ ràng sẽ tạo ra một thảm họa cả về tài chính cũng như quan hệ công chúng. Và sau đây là cách mà White Star Line giải quyết vấn đề. Ban đầu, họ điều động một team 12 người nỗ lực dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy quá dữ dội với nhiệt độ lên tới 1.000 độ C. Hơn nữa lại nằm trong một kho chứa than cao 3 tầng bên dưới bong tàu với lối vào chật hẹp, khiến việc dập lửa hoàn toàn bất khả thi. Giám đốc White Star Line lúc bấy giờ là ông J. Bruce Ismay ra lệnh cho toàn bộ các sĩ quan và công nhân trên tàu không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về đám cháy với bất kỳ ai trong tổng số hơn 2.200 du khách trên tàu. Ngoài ra thì khi vào cảng Southampton, thuyền trưởng đã cho con tàu bơi lùi vào để ngăn không cho du khách nhìn thấy vết cháy xém gây ra bởi ngọn lửa ở phần đầu con tàu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đồng ý là không thể dập tắt ngọn lửa than trên Titanic theo cách thông thường, thế nhưng người ta cũng không thể để nó tiếp tục cháy bằng cách tự tiện, biết đâu lại làm thủng cả con tàu ra chứ, đúng không? Đúng là như vậy. Lính cứu hỏa trên tàu đã chống lại đám cháy bằng cách đốt lượng than trong hầm chứa càng nhanh càng tốt, mục đích là để đám cháy tự tắt do không còn than để cháy nữa. Và thế là họ ngày đêm giúp những xẻng than đang cháy dở cho vào buồng đốt. Điều này vô tình buộc Titanic phải liên tục bơi ở tốc độ rất cao, ngay cả khi nó bắt đầu tiến vào vùng biển với nhiều băng trôi. Trên thực tế thì tốc độ của Titanic tại vùng biển nhiều băng trôi vào ban đêm liên tục được giữ ở khoảng 22,5 hải lý trên giờ, trong khi đó vận tốc tối đa của nó chỉ là 23 hải lý trên giờ. Việc chạy ở tốc độ quá cao được cho là khiến thủy thủ đoàn có quá ít thời gian để xoay sở và đưa con tàu thoát khỏi các tình huống hiểm nghèo. Nếu buồng đốt không bị nhồi quá nhiều than và con tàu đi chậm hơn, mọi chuyện có thể đã rất khác. Ngoài ra thì việc đám cháy kéo dài nhiều khả năng đã làm giảm tính toàn vẹn cấu trúc của thân tàu, đặc biệt là của các vách ngăn kín nước giữa hầm chứa than và các khoang khác của tàu. Điều này, theo các chuyên gia, vừa khiến tảng băng dễ cắt thủng vỏ tàu hơn, vừa khiến con tàu chìm nhanh hơn một khi nó bị thủng. Ở thời điểm hiện tại, người ta chưa thể kết luận đám cháy tại hầm chứa than có tác động tới mức nào đối với thảm họa Titanic. Tuy nhiên, ta biết rằng một ngọn lửa âm ỉ trên con tàu Titanic từ trước khi nó thực hiện chuyến hải trình đầu tiên là có thật. Chuyện người ta biết về nó là có thật. Và rằng nếu những người có trách nhiệm quyết định giữ lại mạng sống của hàng nghìn hành khách thay vì giữ thể diện của một vài cá nhân hoặc của một công ty, câu chuyện về Titanic chắc chắn đã rất khác.